Rất vui khi quý thính giả đã quay trở lại kênh Caron Radio, kênh chuyên đọc lại những câu chuyện ma, chuyện tâm linh hấp dẫn. Quý khán giả có những câu chuyện tâm linh muốn chia sẻ cho mọi người cùng nghe thì hãy gửi mail cho kênh nhé. Kênh tổng hợp lại và đọc cho mọi người cùng nghe. Hôm nay, Caron Radio xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả phần 6 của series Những câu chuyện tâm linh có thật. Mời mọi người cùng thưởng thức. Chuyện ma dù còn, công ty cũ tôi, thường mọi ngày tôi không có việc nhiều để tăng ca. Nhưng có đợt dự án nhiều, mà mãng 2D thì chỉ có mình tôi triển khai. Làm không kịp, mà máy tính ở nhà yếu nên thôi tạm ở lại công ty tăng ca. Công ty là nhà phố mặt tiền ngang có 3,5 mét, cất lên 2 tầng gác suốt, trông nhỏ hẹp, có thể gọi là ấm cúng. Nên ai mà đi chân không hay đi giày dép lên các tầng gác là đều kêu cộp cộp, gác đóng giả mà. Hôm đó cũng gần 22 giờ rồi, công ty mọi người về hết, còn mình tôi ở lại tăng ca, đang say sưa vẽ triển khai. Thì tôi nghe tiếng giày cao gót bước cộp cộp từ trệt lên thang sắt, bước lên lầu 1, tôi ngồi ở lầu 2. Tôi bình tĩnh, mở hết tất cả đèn sáng lên thì lại thấy im lặng, không nghe gì nữa. Thấy lạ nên tôi đi tới cầu thang ngó xuống tầng dưới thì chả thấy gì, chỉ thấy mỗi màu khói thuốc lá và mùi thuốc lá nồng nặc. Tôi mới chợt nhớ ra công ty có ai hút thuốc đâu. Anh sếp không hút thuốc, nhóm anh em thiết kế có một người hút thuốc, nhưng họ đã về từ 17:30, mất tiêu rồi. Tại sao lại có mùi thuốc nồng nặc, trong khi từ 17:30 đến tận 22 giờ đêm tôi không ngửi được gì cả. Giờ lại ngửi được là thế nào? Tôi làm liều bước xuống lầu 1 và mở đèn lầu 1 lên. Chả có gì, chả thấy gì. Nhưng ngay lúc này, đứng ở lầu 1, thì tôi lại nghe tiếng guốc người phụ nữ đang bước qua lại cộp cộp trên lầu 2, ngay chỗ dàn máy tính tôi đang mở. Linh tính chẳng lành, tôi gọi điện thoại cho chị kế toán là vợ sếp, hỏi xem chị có ở công ty không, giả vờ không cho chị biết mình vẫn ở công ty, ý hỏi để quay lại lấy đồ. Nhưng chị bảo là chị về từ chiều rồi. Vậy là ai ở trên lầu 2 khi tôi đang đứng ở lầu 1? Định thần lại chút thì tôi hết nghe mùi khói thuốc, nhưng lần này lại nghe thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhẹ ở tầng trên, phảng phất xuống. Bây giờ, tôi chả còn quan tâm nổi về deadline nữa, tinh thần đâu mà làm nữa. Mai mà không xong, sếp có đuổi việc tôi cũng chịu. Nghĩ vậy xong, tôi nhẹ nhẹ mở cửa toilet tại lầu 1 và bước vào, khóa cửa lại. Nhưng đời không như là mơ. Nhìn qua kính mở của cửa toilet thì tôi lại thấy đèn lầu 1 bên ngoài liên tục chớp tắt. Xa xa ngoài đó hình như có tiếng ru con, âu ơ ví dầu, nhỏ nhẹ, đang vang lớn dần, và tiếng đó cứ chậm và đều áp sát cửa toilet chỗ tôi đang trốn bên trong. Tôi thầm nghĩ kỳ này chắc mình không xong rồi. Tới một lúc sau, tầm 9-10 phút, thì tiếng ru mất hẳn. Tôi chưa kịp định thần mở cửa ngó ra thì, cộp cộp, có bàn tay ai đó gõ liên tiếp vào cửa toilet chỗ tôi. Tôi cố đóng thật chặt. Lần này không có tiếng gõ toilet nữa, mà lại là tiếng đùng lớn hơn. Và tôi nghe hình như là các kệ để mẫu vật liệu nội thất trưng bày đổ sập xuống liên tiếp dưới sàn lầu 1. Còn trên lầu 2 lúc này thì lại có ai đó đứng dậm chân xuống sàn đùng đùng rất mạnh. Ra thì cũng bị hù cho chết, mà không ra thì cũng trễ deadline và bị chết đói vì bị đuổi việc. Nhưng thà chết đói hơn chết bất đắc kỳ tử. Thôi vẫn cố thủ trong toilet vậy. Lại một mình giữa đêm, đêm nay trôi qua rất dài. Không biết giờ mở cửa toilet ra có sao không ta? Tôi nghĩ vậy xong thì mở mạnh ra một cái. Bên ngoài, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì đổ ngã hay bể vỡ dưới sàn lầu 1 cả. Mùi thuốc lá, mùi nước hoa cũng không còn. Tôi lên lầu 2 thì thấy chỗ tôi ngồi vẫn bình thường y cũ, không có gì bị xê dịch cả. Tôi vừa để tay trước ngực hú hồn vì thần hồn nát thần tính, thì bỗng sau lưng có ai đó khều nhẹ nhẹ tôi. Giờ mới 6 giờ sáng, công ty chưa ai vào. Không dám nhìn ra sau lưng nữa, tôi thu dọn đồ đạc và lập tức kéo cửa cuốn công ty lên, chạy ra ngoài một mạch và ngồi cà phê quán kế bên định thần lại. Bà cụ bán cà phê nhìn tôi chăm chăm, chắc thấy tôi bộ dạng lạ quá, bà chưa thấy tôi hớt hải thế này bao giờ. Bà hỏi, cụ biết tối qua chắc cậu ngủ không được đúng không, không chạy dự án thì cũng thế này thế kia. Tôi thắc mắc, dạ sao bà biết ạ, thật sự con cả đêm sợ quá không làm được gì cả. Ừ, trước giờ công ty này có ai dám ngủ lại tăng ca đâu. Cậu là người đầu tiên suốt 4 năm nay. Dạ chuyện gì vậy bà? Sao bà biết ạ? Tôi đây gần 70 tuổi đầu rồi,
Tôi dân Sài Gòn, ba mẹ đẻ ra ở khu này. Chỗ này việc gì mà tôi không biết chứ? Hồi trước giải phóng, khu này là bãi tha ma, lại là thời chiến nên xác chết chất đống. Sau hòa bình thì gia đình ông chủ nhà này, họ mua mảnh đất này và cất lên căn nhà ở đây. Ông bà chủ chết rồi, để lại cơ ngơi này cho con trai và con dâu ở. Cậu con trai hiện là chủ căn nhà cho công ty cậu thuê đấy. Trước công ty cậu cũng có nhiều công ty họ thuê rồi nhưng không làm ăn được nên họ trả mặt bằng. Nhưng có việc gì liên quan đến chuyện con gặp tối qua không ạ? Từ từ tôi kể. Số là vợ chồng ông chủ nhà hiện nay cho công ty cậu thuê. Bà vợ không may vắn số. Bà vợ biết được ông chồng có vợ bé khi bà vợ đang mang thai. Ông chồng ông muốn ly dị. Bà vợ trầm cảm quá nên giữa đêm lấy dây thừng cột giữa nhà treo cổ, một xác hai mạng. Ông chồng thì sợ không dám về ngôi nhà này nữa nên mới để biển cho thuê nhà và dọn qua Phú Nhuận sống. Cái việc mà cậu nửa đêm nghe tiếng đập phá đùng đùng này nọ đó là do hồi đó hai vợ chồng họ cãi nhau, bà vợ ức quá không làm gì được, phải đập phá chén đĩa, bàn ghế cho hả giận. Ông chồng ông ngồi hút thuốc chán chê rồi ông bỏ lấy xe đi. Vừa đi xong là ở nhà đây án mạng xảy ra. Mà nè, tối qua cậu có nghe tiếng người phụ nữ ru con không vậy? Dạ con có nghe ạ. Ừ vậy đúng rồi. Bà vợ khi còn sống, bà mong đợi đứa con lắm. Khi thấy con nó đạp trong bụng là bà đều ngồi ấu ơ ru con. Tôi nghe tôi thấy thương mẹ con họ lắm. Các bạn có bao giờ nghĩ hay hình dung ra là người chết rồi mà vẫn hiện âm hồn về cười với mình không? Hay các bạn có bao giờ nghĩ đi đám ma mà bị cái hình trong bức ảnh ở bàn điếu ấy nó rung rinh nở một nụ cười bao giờ chưa? Đây là việc có thật của chính mình. Mình có một cô bạn học chung từ lớp 5 đến lớp 12. Nó tên là Hồng. Con Hồng thì cao, trắng, có má lún đồng tiền, cặp mắt to nhưng có lỗ mũi rộng. Nó với mình học chung trường, chung lớp. Rồi, năm nó đi học cao đẳng kinh tế kỹ thuật Bình Dương, học về ngành kế toán. Sau khi tốt nghiệp, nó lại đăng ký đi thi đại học lại. Nó học chuyên ngành dược sĩ. Khi nó lấy chồng, nó có mời đám cưới tôi. Mà chồng nó lại là anh trai của một đứa bạn học chung với tôi nữa. Vợ chồng nó sống với nhau được một đứa con trai, sau này nó ly hôn. Tôi vẫn lâu lâu gặp lại nó. Nó nhìn tôi gật đầu chào, rồi có hôm tôi lần mò vào trang Facebook nó thả thính, sau cũng chán. Cách một thời gian sau, tôi gặp nó ở siêu thị. Nó nhìn tôi cười rất xinh. Nó mua rất nhiều đồ ăn, tôi còn trêu nó, chia cho ông bảo vệ với, mua gì nhiều thế. Rồi sau đó, cách một tuần, tôi hay tin nó bị tai nạn xe máy, cấp cứu trong tình trạng nặng. Tôi không tin là nó bị tai nạn xe máy nghĩ mới gặp nó tuần trước mà. Những lúc xem được clip, nó nằm thở oxy, máu me bê bết, tôi mới tin nó bị thật. Sau đó, hay tin là nó được đưa về nhà, gia đình làm đám ma. Thế là tôi mất đi một đứa bạn. Tôi đi dự đám ma nó. Trong lúc tôi thắp nhang cho nó, cứ thấy có cảm giác gì đó gai gai trên đầu, thì thói quen tôi sẽ phải ngước lên nhìn xem, thì có nhìn vào ảnh của nó. Đây là tấm ảnh chụp thời học sinh, mà thế quái nào tấm hình của nó lại cười, tôi sợ nổi hết cả da gà lên. Bởi vì người chết rồi, thì làm sao mà cười được. Nhưng cái nụ cười của người chết, thì các bạn sẽ không bao giờ hình dung ra được đâu. Sẽ không cười theo kiểu người xấu mình, cười là nhe răng, mỉm môi, hay đong đưa ánh mắt đâu nhé. Mà cách cười mà mình thấy trong lúc thắp hương đứa bạn ấy là nó thoáng qua thôi. Nhưng thoáng qua ấy chỉ đủ cho một mình thấy. Thấy rõ một là cái hình đang nghi ngút khói hương ấy. Cái ánh mắt trong tấm ảnh nó kiểu giống như bừng lên. Mắt sáng thoáng qua mà mình hay gọi là cười bằng mắt. Cười bằng mắt là kiểu cười mà cái nội tâm người ta đưa ra ngoài cơ thể. Qua ánh mắt biết người đó đang cười với mình. Kiểu vậy đấy. Thế là tôi lần đầu tiên được cảm giác người chết cười qua dị ảnh thở, da gà nổi lên như gai mít. Tôi về mới kể cho ông thầy giáo chủ nhiệm tôi nghe là hôm ấy em thấy như thế. Sợ thật. Thế ông thầy giáo còn trêu tôi yêu nó. Nhưng hôm sau tôi biết là gia đình nó thay cái hình đó đi rồi, lấy tấm hình thời sinh viên của nó phóng to ra để lại chỗ áo quan của nó. Ngẫm lại kỳ thực là hôm đi đám ma của nó, tôi lại là thằng đến muộn nhất, 9 giờ tối mới đến, đi vào ngõ nhà nó. Thì tìm không thấy nhà, cứ đi qua đi lại cổng nhà nó, không thấy cái cờ đám ma người ta cắm đầu ngõ. Đi qua được gần 1 km, xong thấy càng đi càng tối, càng vào ngõ cụt, sợ quá, quay xe ra phóng trở lại, nhưng vẫn không thấy. Mãi một hồi lâu, tự nhiên người nó kiểu bừng tỉnh lại, như kiểu mệt mỏi, uống hớp nước đá chanh vô, người nó bừng tỉnh lại ấy.
Hai mắt tôi lúc ấy thấy rõ mồn một cây cột điện ngay trước mặt, có cắm lá cờ trại hòm. Rõ ràng đi từ nãy bao lần mà không thấy, hai mắt nó cứ bị mờ, quáng đi như là mình bị cái màng nylon mờ mờ che mắt ấy. Tôi đi vào đám ma nó, bạn bè cũng về hết, còn mỗi mình tôi với nó, và sau đó thì bên trên tôi đã kể rồi. Đấy là câu chuyện của bản thân mình. Có thật 100% chính sự thật này mình mới biết thế giới bên kia vẫn tồn tại, nhưng tồn tại theo một kiểu riêng, không giống như phim ảnh. Nó thật mà nó lại ma mị. Nó làm cho mình thấy mà người khác lại không thấy. Giống như kiểu nó xảy ra vẫn có theo quy luật vật lý địa cầu này, nhưng mà lại có cách hiển thị ra đầy vẻ ma quái. Chuyện chuyến xe ma. Câu chuyện xảy ra nhiều năm trước, sau khi tôi và thằng Sâm em tôi đi xuống Bình Thuận để bắt ma nữ trong căn tin Ủy ban Nhân dân thành phố của một người con gái tên Dung, là người tôi sắp lấy làm vợ nhưng không thành. Sau khi giải quyết ma nữ xong, linh lực tôi bị giảm đáng kể, mắt trái bị va đập trúng cửa khi bắt ma ở đây. Tôi có việc phải về Sài Gòn gấp trong đêm, lúc này gần 11 giờ đêm. Người yêu của tôi bắt xe đường dài cho tôi và thằng em tôi về. Tối hôm đó trời âm u, lạnh lẽo. Bến xe chỉ còn có một chiếc xe khách duy nhất. Tôi và nó từ biệt gia đình Dung rồi lên xe trở về Sài Gòn. Lên xe chỉ thấy duy nhất bác Tài và hai mẹ con cô gái kia. Đứa nhỏ hình như ôm trái bóng trong tay. Mắt trái tôi đau quá, nhìn không rõ được xung quanh. Thằng Sâm đỡ tôi vào ghế ngồi. Nó lấy điện thoại ra chơi game tiếp. Tôi mệt quá ngồi yên, bỗng nghe một tiếng động. Hình như là tiếng bóng lăn, thằng bé đi với mẹ nó ngồi ghế dưới đá trái, bóng lên trúng chân thằng em tôi. Tôi nói, Sâm à, em cầm trái bóng lên trả cho thằng bé đi. Thằng Sâm vẫn mãi mê chơi game, cuối cùng tôi phải với ra cầm trái bóng. Không biết phải bị đau mắt nên nhìn lầm không, nhưng khi cầm lên, tôi cảm thấy như mình đang cầm cái đầu người đàn ông trên tay. Giật mình tôi buông xuống thì không thấy trái bóng đâu nữa. Quái lạ thật, chắc trái bóng lăng đi đâu rồi. Đi được một đoạn đường tự nhiên, bác Tài dừng xe lại và la lên. Hai mẹ con bước xuống xe. Tôi hỏi em tôi, đến đâu rồi Sâm? Nó nhìn ra ngoài rồi nói, hình như bên ngoài là nghĩa địa đó anh. Tôi nói, mày không thấy lạ hả? Sao hai mẹ con họ lại ở nghĩa địa? Thằng Sâm vẫn bình tĩnh chơi game nói, chắc nhà họ gần đó thôi, bó tay thằng thánh game này rồi. Xe cứ chạy trong đêm hoang vắng, trên xe chỉ có hai anh em tôi. Linh cảm báo có gì không lành rồi. Đau mắt quá muốn ngủ chút nhưng không dám, quay sang thì thằng Sâm đã ngủ rồi. Nó để điện thoại auto game rồi ngủ phè. Bỗng xe thắng gấp dừng lại, thằng Sâm tỉnh lại cua tay trúng vai tôi. Tôi hỏi nó sao vậy Sâm? Nó nói xe đón khách nữa, có hai người đàn ông mặc đồ dân tộc đứng đón xe trong đêm thành vắng. Sau đó họ bước lên xe và ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tôi nói bác Tài là mắt tôi đau quá, cho tôi xuống xe rửa mặt chút. Tôi đi xuống xe cầm chai nước suối, bạn tôi mua cho tôi để rửa mặt. Rửa xong, thấy đỡ được chút. Lên xe thì thấy thằng Sâm nép vào ghế trong ngồi bấm game rồi. Tôi ngồi ghế ngoài, trong lòng bất an lắm, không hiểu sao âm khí xung quanh nặng nề quá. Xe đi được một đoạn nữa, quay sang nhìn thằng Sâm thì nó nói, ngủ đi anh. Không có gì đâu, em chơi game tiếp. Bó tay thằng này luôn. Bất chợt nhớ đến hai người đàn ông mặc đồ dân tộc ngồi ghế cuối. Mắt tôi đỡ đau rồi, tôi quay xuống nhìn, thì trời ơi, họ không có chân. Thầm nghĩ, đây là chuyến xe ma, chỉ chuyên chở vong hồn về âm giới rồi. Quay sang nói nhỏ thằng Sâm, chết rồi mày ơi, anh em mình lên nhầm xe buýt ma rồi. Thằng Sâm la lên, ma đâu mà ma, bác Tài là người mà anh. Tôi nói mày có gan thì lên nhìn mặt ổng đi. Xe đang chạy nó rón rén đi lên, khi nhìn mặt bác Tài xong nó trở lại chỗ tôi ngồi vừa run vừa nói nhỏ. Ông không có mắt, mũi, miệng anh ơi. Thầm nghĩ, anh em tôi phen này tiêu rồi. Tôi nói thằng Sâm, mày mò trong ba lô anh xem còn lá bùa nào không lấy ra đưa anh. Nó mò hoài không thấy, chắc hồi tối khi bắt con ma nữ ở căn tin của Dung tôi xài hết rồi. Nó là tôi. Không có bùa của sư phụ thì anh không làm gì được hả? Lúc nãy chị Dung kêu anh ngủ lại sáng mai về mà anh cứ đòi về trong đêm hoài. Giờ xảy ra chuyện rồi, tôi trấn an nó. Thôi anh xin lỗi, giờ anh em mình phải bình tĩnh tìm cách thoát khỏi cái xe này đã. À, anh nhớ rồi. Trong ba lô anh còn một bịch muối và chai nước suối. Anh với mày ngậm nước muối vào cho mấy con ma không thấy anh em mình nữa. Canh nó đón khách nữa thì chạy xuống xe. Hai anh em tôi ngậm nước muối vào, tôi lấy tay bắt ấn triện để tắt đi mệnh hỏa của hai anh em tôi cho ma quỷ không thấy.
May mắn thay, một hồi lâu, chiếc xe buýt dừng lại đón khách. Lần đón khách này kinh khủng hơn, khách bước lên xe là một người đàn ông bị mất hai cánh tay, người phụ nữ bị mất đầu. Nghĩ thầm trong bụng, mày thấy anh nói đúng chưa Sâm, gặp xe buýt ma rồi. Tôi nháy mắt quay đầu sang cửa ra giấu cho thằng em tôi. Hai anh em tôi đứng lên đi nhanh ra cửa xe. Đang đi đến gần cửa xe thì nó bỗng la lên. Có bàn tay kéo chân em, nghĩ thầm đang ngậm nước muối sao nó nói được. Quay sang nhìn nó thấy nhiễu nhão nước muối ra hết rồi. Nhìn xuống chân nó thấy một cánh tay đang bò dưới đất nắm chân nó. Thôi rồi, cánh tay của ông cụt hai tay hồi nãy làm rớt chắc luôn. Quay sang phía sau nhìn thì thấy hoảng vì ông cụt hai tay chạy lại phía anh em tôi. Tôi phun nước muối vào cánh tay cho nó buông thằng em tôi ra, kéo thằng Sâm chạy nhanh về phía cửa. Hai anh em nhảy xuống xe chạy nhanh vào bụi cỏ ven đường để trốn. Lát sau quay ra thấy chiếc xe buýt đã đi mất, chỉ còn lại anh em tôi giữa đường vắng vẻ. Tôi nói, thôi anh em mình ráng đi bộ chút đi, hy vọng lát có xe đường dài rồi bắt về Sài Gòn. Đang đi thì có một chiếc xe tải nhỏ chở hàng, bọn tôi ngoắc xe rồi lên. Nhìn kỹ rõ mặt bác tài là người đàng hoàng. Bọn tôi yên tâm lên xe, xe chạy một đoạn hỏi bác tài thì bác nói tôi mới làm xong việc thì gặp hai cậu, hỏi việc gì thì bác không nói. Xe chạy nhìn đồng hồ, lúc này là gần 3 giờ sáng rồi. Thấy quán nước nhỏ bên đường, bác tài ghé vào, tôi và thằng em đi với bác tài. Xuống nơi, tôi kêu ba ly cà phê sữa. Bà chủ mang ra rồi nói một câu thật là vãi hàng, đi bốn người sao kêu ba ly vậy. Nghe xong tôi rùng mình, tập trung linh lực nhìn xung quanh thì thấy kế bên bác tài có một cô gái mặt đầy máu me đang đứng. Lần này tôi nói lớn tiếng hơn, bác tài à, bác mới xong việc gì, không đùa được đâu. Bác tài nói, tôi làm nghề chở xác chết về nhà xác. Tôi nói, thôi rồi, có phải bác mới chở xác chết của một cô gái về đúng không? Bác hỏi sao tôi biết. Tôi nói, tôi thấy ma được mà. Cô ấy đứng sau lưng bác kìa. Bác tài có vẻ không sợ mà nói bình thường mà. Tôi kêu thêm một chai xì tin nữa, rồi chắp tay khấn. Cô ơi, cô dùng nước rồi phù hộ cho chúng tôi đi giường bình an. Thằng em tôi lần này sợ thật, nhìn sang bác tài thấy bác bình thường. Uống nước xong ba người chúng tôi lên xe, nhưng khoan đã, dù linh lực bị yếu rồi, có thể thấy ma không rõ. Lúc có lúc không, nhưng linh tính mách bảo tôi không nên bước lên chiếc xe này nữa. Tôi nói thằng Sâm, đây cũng là xe mà, anh em mình ở lại quán nước đi. Quay ra cảm ơn bác tài, anh em tôi chắc ở đây đến sáng. Tức thì bác gật đầu rồi bác lên xe chạy đi mất. Sau này mới biết trong đêm đó có một chiếc xe chở xác chết, gặp tai nạn nhưng bác tài đã chết trong xe. Quay lại quán nước hỏi bà chủ là khu này, nhiều điều đáng sợ quá bà ơi. Tức thì bà nói, tiền lúc nãy cậu đưa tôi không dùng được. Thằng Sâm thắc mắc, tiền thật đó, không phải tiền giả đâu bà ơi. Bà nói, biết là tiền thật nhưng tôi chỉ xài được loại tiền giống vậy nè. Bà chỉ tay và anh em tôi nhìn theo hướng bà. Ôi mẹ ơi! Bà chỉ tờ tiền âm phủ nằm dưới đất. Chạy đi Sâm, không chạy là anh em mình xong đời luôn đó. Hai anh em tôi chạy thật nhanh, không biết là chạy đến bao lâu nữa. Đường xá thì cứ tối om, vắng vẻ và lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang, nhưng anh em tôi không dám đón xe nữa. Cả đêm chỉ biết chạy. Gần đến 5 giờ sáng thì chuông điện thoại reo. Vợ sắp cưới của tôi là Dung gọi điện hỏi, anh đi đến đâu rồi? Tôi mừng quá kể hết chuyện đêm qua cho cô ấy nghe. Cô ấy hoảng sợ kêu người nhà chạy đi tìm anh em chúng tôi. Khi người nhà cô ấy tìm được thì chúng tôi đã được cứu. Điều lạ kỳ là những nơi anh em tôi đi qua toàn là nghĩa địa không. Thấy lên xe đi nhiều, nhưng thật ra chỉ đi lòng vòng không xa bao nhiêu. Gần 6 giờ sáng, người nhà cô ấy bắt xe khác cho anh em tôi về Sài Gòn. Nhìn mắt hai thằng như mắt gấu, quả là một đêm đáng sợ, kỷ niệm ở Bình Thuận. Câu chuyện gọi hồn áp vòng. Nói về việc gọi hồn, có ý kiến cho rằng gọi hồn về thường là hai cách. Cách thứ nhất là xuống tìm linh hồn đó mời họ về. Cách thứ hai là các thầy dùng lệnh để lôi về hoặc nhờ vong khác lôi về. Cách thứ nhất thì chẳng có mấy ai làm được. Người làm được cách đó cả nước này may ra có vài người. Còn cái cách thứ hai thì đa số các thầy cô đều làm. Đây chính là cái chết của mấy thầy cô. Như việc một người đang đứng bỗng túm áo lôi đi thì họ đánh cho là phải. Các thầy cô cứ thấy gọi về được tưởng là không sao. Xin thưa là lúc đó phúc thầy cô còn, họ chưa làm gì được. Họ chỉ biết mai phúc dần
phúc mỏng thì họ ập vào đánh cho. Sau này với gia đình sập từ trên xuống dưới là vì đó. Tiếp nữa là gọi về nhập vào người nhà. Xin thưa là gia tiên không bao giờ muốn nhập vào con cháu. Âm và dương không thể cùng chung. Nhập vào sẽ tổn hại cả hai bên. Người dương sẽ mất đi dương khí của người đó, mà cụ thể hơn là giảm thọ. Những người bị nhập biết rõ nhất, họ rất mệt mỏi sau mỗi lần bị. Người âm sẽ bị tổn hại cái tu hạnh của người ta. Khi mà người ta có thể tu vài ba năm, người ta có thể siêu thì nhập vào rồi sẽ bị giảm đi lại phải một thời gian dài nữa. Có cha mẹ nào muốn tổn hại con cháu đâu. Với chân linh gia tiên, họ biết điều đó nên họ không nhập đâu. Gia tiên dòng họ có về chỉ ảnh bóng thôi. Tức là với người bị ảnh bóng, họ vẫn nhận biết được. Nhưng có những cái cơ thể họ không điều khiển được. Lúc mà người thân mất bị đau ở đâu hay như nào, đôi khi người con cháu đó thấy đau đúng ở vị trí đó và cảm nhận như thế. Người con cháu đó nói ra những điều mà tự họ không muốn nói. Lúc ấy là gia tiên chỉ ngồi cạnh bên thôi. Việc mà gia tiên nhập vào chỉ trừ khi có thầy đắc đạo ngồi trợ khí cho họ, không để tổn hại hai bên. Mà những thầy như vậy lại không bao giờ đi làm gọi hồn vì trái quy luật âm dương. Gia tiên thấy con cháu bị nạn muốn cứu. Trường hợp nữa là gia tiên thấy con cháu có nạn muốn cứu mà không có cơ duyên gặp người sang tai cho con cháu, thì họ về nhập thẳng vào con cháu khi ở trong nhà hoặc ở ngoài mộ, chứ chẳng cần đi thầy cô nào. Họ vào rất nhanh rồi ra luôn. Những người nhà bị nhập thế là cái phúc họ đang rất kém rồi nên mới dễ bị nhập như vậy. Thế đi gọi hồn gia tiên không nhập thì ai nhập? Xin thưa là toàn vong với quỷ ngoài họ vào thôi. Bản chất của vong là họ cố chấp mới không đi đầu thai, họ còn lưu luyến việc họ muốn làm, nên họ rất muốn có thân xác để họ làm những việc còn khúc mắc lúc mất. Vong bình thường họ vào họ chỉ chiếm được xác nhưng không nói được. Quỷ vào thì nói được, còn đi lại được. Sao thấy nhập mà nói đúng lắm, cái gì trong nhà cũng biết. Đó là do có những vong người ta mất cả mấy chục năm, cả trăm năm họ vẫn không siêu. Nhà bạn có cái gì họ biết rõ hết, kể cả tên gia đình đọc từng người. Chưa kể bạn dám khẳng định xung quanh nhà bạn không có vong nào. Hỏi một cái là ra hết. Nhập vào mấy ông thầy bà cô. Xin thưa thế này, mấy ông thầy bà cô một là không biết cho vong vào nói. Hai là họ biết tác hại họ không cho vong vào đâu. Toàn để vong khác đứng ngoài, nói cho biết rồi truyền lại. Còn lắc lư thì ngày nào ngồi cũng lắc dẻo ngay ấy mà. Thậm chí có rất nhiều thầy bà không có khả năng, chỉ toàn nói dựa. Những người trong vùng thường không đến xin gọi hồn người âm tại các cô đồng. Người gọi hồn cũng không mặn mà gì với những người quen. Thành ra họ vẫn thường ngân nga rằng do bụt nhà không thiêng nên không gọi hồn được. Đa phần những người đến xin các cô đồng gọi hồn người âm đều từ các địa phương khác. Những người này cũng chỉ nghe đồn thổi về sự cao tay của các cô đồng này mà chưa một lần được tận mắt chứng kiến. Nhiều người vì mê tín, vì sợ phạm lỗi với người khuất và vì sự cái uy của các cô đồng nên răm rắp làm theo những gì cô đồng nói, không dám cãi nửa lời. Việc gọi hồn có nên hay không? Tôi khuyên thật sự là không nên. Bây giờ một người đã mất rồi, đang cố gắng không chấp vào điều gì nữa. Tự dưng con cháu gọi về, kêu con biếu thứ này thứ nọ, làm cho người ta bỗng dưng nhớ lại, cái chấp niệm lại cao lên, làm sao mà siêu thoát được. Khác gì đang đi học, có người rúi tiền kêu đi chơi game. Cái chúng ta cần là tích công đức, là hồi hướng cho gia tiên và thắp nén hương tưởng nhớ họ. Công đức hồi hướng như là hành trang cho gia tiên trên con đường tu tập. Còn gia tiên luôn nhớ thương con cháu, đôi khi họ lộn lại, chính là những con vật trong nhà mà mọi người đang nuôi. Đôi khi vì miếng cơm manh áo, tiền đóng học phí của mình hay một món đồ chơi cho mình mà ông bà, bố mẹ phải tạo nghiệp để bị đẩy xuống thế. Con cháu hãy vì thế mà năng làm việc thiện nguyện để trả ơn gia tiên nhà mình, chứ đừng u mê gọi hồn làm gì cả. Câu chuyện thầy đồ trộm mộ. Dân tộc ta thời xưa có một phong tục, đó là nếu gia đình có người mất, người thân của họ sẽ đem một số trang sức, tiền bạc chôn cùng người đã khuất. Sở dĩ có phong tục này vì người xưa có quan niệm rằng nếu chôn cất vàng bạc, trang sức với người đã khuất, bọn họ có thể đem số tiền bạc, trang sức này xuống âm gian để cống nạp cho quỷ quái, để những quỷ sai này giúp họ khiếp sau có thể đầu thai vào chỗ tốt. Phong tục này không biết xuất hiện từ lúc nào, nhưng qua hàng ngàn năm, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi một người dân Việt Nam. Vì vậy,
Khi chôn cất người đã khuất, gia đình họ sẽ cố gắng bỏ một chút tiền bạc, trang sức đi theo. Việc bỏ bao nhiêu đồ chôn cùng quyết định bởi hoàn cảnh của gia đình. Gia đình bình thường có thể chỉ bỏ một hai đồng tiền, gia đình khá giả có thể bỏ vào trong mộ người mất rất nhiều vàng bạc. Nhưng dù hoàn cảnh của gia đình như thế nào, bọn họ đều cố gắng bỏ ra thật nhiều tài sản, chôn cùng người chết. Đây không chỉ là làm theo phong tục của ông cha ta, mà còn là cách thể hiện tình cảm, sự tôn trọng và tiếc thương của họ đối với người đã mất. Tất nhiên, tiền tài thì động nhân tâm, theo phong tục chôn vàng bạc cùng người chết xuất hiện, nghề trộm mộ cũng xuất hiện trong nhân gian. Khác với những kẻ trộm mộ tại Trung Quốc, những kẻ thường trộm những lăng mộ lớn và thành lập những môn phái trộm mộ, những người trộm mộ tại Việt Nam thường hành động riêng lẻ và thường chỉ thu nhận một hoặc hai đệ tử để truyền lại y bát của mình mà thôi. Những tên trộm tại Việt Nam sẽ đào những ngôi mộ mới an táng lên rồi lấy đi tất cả tiền bạc bên trong. Sau đó lại lấp lại như thường. Sở dĩ bọn họ lựa chọn những ngôi mộ mới vì những ngôi mộ này chưa có cỏ, nó dễ lấp lại và không dễ để người khác phát hiện. Nếu đào những ngôi mộ cũ sẽ lưu lại vết đào, người khác nhìn vào liền biết ngôi mộ bị trộm. Cũng không ai sẽ chủ động đào mộ mới của người thân mình lên để kiểm tra cả. Chỉ khi nào bốc mộ cho người thân, họ mới đào mộ của người thân lên và phát hiện. Đến lúc đó, đã qua mấy năm rồi, tất cả vết tích đều đã biến mất, cho dù gia đình muốn điều tra cũng không được. Trong những năm trị vì của nhà Nguyễn, tại phía Bắc có một ngôi làng tên là làng Lán Hạ. Ngôi làng này không lớn cũng không nhỏ, có khoảng 70-80 hộ dân với khoảng 400 người cư trú tại đây. Làng Lán Hạ cũng giống như những ngôi làng bình thường của Việt Nam xưa, có đình làng, đền chùa cũng như nhiều phong tục của dân gian. Trong đó có phong tục để trang sức tiền tài, chôn cùng người mất. Lão Hoàng là thầy đồ duy nhất trong làng. Lão đã làm thầy đồ trong làng gần 30 năm rồi, đã dạy dỗ nhiều thế hệ học trò. Trong đó có người đã thi đậu khoa bảng của triều đình. Vì vậy, Lão Hoàng rất được người dân trong làng yêu mến và kính trọng. Nhưng thầy đồ chỉ là vỏ bọc mà Lão Hoàng dùng để che giấu tai mắt mọi người mà thôi. Thực ra, Lão là một tên trộm mộ. Rất nhiều ngôi mộ trong làng và khu vực xung quanh đều bị Lão trộm. Bởi vì làm việc cẩn thận, lại có thân phận là thầy đồ, nên nhiều năm qua Lão chưa từng bị phát hiện. Thậm chí, chưa từng có ai hoài nghi đến thân phận của Lão. Dựa vào vỏ bọc đó, Lão Hoàng đã trộm được rất nhiều tiền bạc và trang sức quý, nhưng Lão chưa từng dùng những tiền bạc và trang sức này. Thay vào đó, Lão giấu chúng đi và vẫn dùng thân phận một ông thầy đồ nghèo. Tối hôm đó, Lão Hoàng lại xách đồ nghề đi ra ngoài nghĩa địa. Lão định tiến hành một vụ trộm lớn. Người mất là con gái duy nhất của nhà phú hộ lớn nhất vùng này. Với tài sản khổng lồ của gia đình đó, trong mộ của con gái, tất nhiên được đặt rất nhiều vàng bạc và trang sức. Lão Hoàng phán đoán, nếu vụ này làm ăn chót lọt, cuộc đời sau này của Lão và gia đình không cần phải lo. Vì để làm vụ này, Lão Hoàng đã chuẩn bị trong vòng 7 ngày. Khi mọi thứ đã đầy đủ, người nhà cô gái cũng không còn bố trí người gác đêm nữa. Lúc này Lão mới ra tay, để đảm bảo an toàn, Lão còn kiểm tra lại mấy lần. Khi thấy không có nguy hiểm gì, Lão mới dám hành động. Đêm hôm đó, bầu trời bị phủ đầy mây đen, ánh trăng không thể chiếu sáng xuống mặt đất. Không gian tối om, người ta đưa tay lên cũng không thấy được ngón tay của mình. Không khí mùa đông lạnh lẽo, những màn sương lờ mờ xuất hiện trong không trung, làm cho không khí càng lạnh lẽo và ẩm ướt. Lúc này đã tầm 1 giờ sáng, mọi người trong làng đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Lão Hoàng mặc bộ đồ màu đen bó sát, bịt kín mít, tay mang đuốc đi vào trong nghĩa trang. Vừa đến nghĩa trang, Lão Hoàng liền cảm thấy cảnh vật xung quanh có chút không đúng. Hôm nay nghĩa trang an tĩnh đến mức đáng sợ. Nghĩa trang là nơi ít người qua lại, cây cỏ lại rậm rạp nên có rất nhiều rắn rết, ếch nhái trú ngụ ở đây. Ngày bình thường, chỉ cần đến gần nơi này sẽ có tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu, sẽ xuất hiện mấy con ma chơi bay xung quanh. Nhưng bây giờ, nơi đây đừng nói tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái. Cho dù là tiếng gió, tiếng lá cây sột soạt cũng không có, ma chơi cũng không xuất hiện. Thứ còn lại chỉ là bóng tối vô tận cùng những ngôi mộ lạnh như băng. Cảnh tượng như vậy khiến Lão Hoàng có chút lo lắng, nhưng kinh nghiệm trộm mộ nhiều năm giúp Lão nhanh chóng ổn định tinh thần lại. Lão nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ gì hết.
Cuối cùng, lão Hoàng chỉ đành thở dài một tiếng. Sao đột nhiên mình lại sợ như vậy chứ? Mình trộm mộ mấy chục năm rồi, đã bao giờ gặp được chuyện ma quỷ đâu. Ma quỷ chỉ là tin đồn mà thôi. Lão Hoàng lắc lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm. Lão đã trộm mộ mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thứ gọi là ma quỷ. Đến bây giờ, lão đã không tin vào chuyện ma quỷ nữa. Thậm chí nhiều quy tắc trong nghề đào mộ lão cũng quên đi. Trong nhận thức của lão, ma quỷ chỉ là thứ được người ta tưởng tượng ra để lừa người mà thôi. Thế gian này không có thứ gì đáng sợ hơn con người cả. Nghĩ như vậy, lão Hoàng lại lấy lại tự tin. Lão bước đi nhanh hơn. Trong bóng tối lạnh lẽo, ngọn đuốc của lão Hoàng chính là ánh sáng duy nhất. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc, lão Hoàng rốt cuộc đi đến nơi cần đến. Nhìn thấy ngôi mộ mới toanh trước mặt mình, lão Hoàng đánh giá ngôi mộ một chút thì không nhịn được mà cảm khái. Đúng là mộ của người có tiền có khác. Lão Hoàng vừa cảm thán vừa đánh giá ngôi mộ trước mặt mình. Ngôi mộ to gấp đôi những ngôi mộ xung quanh. Trên mộ bày đủ vòng hoa, ngựa giấy, người giấy, tiền mã. Chỉ nhìn bên ngoài ngôi mộ thôi, lão Hoàng đã biết đây là ngôi mộ của một già phú quý. Bên trong chắc chắn có rất nhiều đồ quý giá. Đây là kinh nghiệm mấy chục năm đi trộm mộ, nói cho lão biết. Cảm khái ngôi mộ của nhà có tiền một lát, lão Hoàng liền bắt đầu hành động. Lão cắm cây đuốc sang một bên, sau đó lấy một chiếc cuốc nhỏ và một chiếc xẻng nhỏ trong bao tải ra. Sau đó bắt đầu đào đất. Tầm 30 phút sau, tất cả đất trên mặt đã được đào xong. Một chiếc quan tài màu đỏ như máu xuất hiện trước mặt lão Hoàng. Kinh nghiệm trộm mộ nói cho lão biết chiếc quan tài này được làm từ gỗ trầm hương, một loại gỗ rất hiếm và đắt. Chỉ nhìn chiếc quan tài này thôi, lão Hoàng đã loáng thoáng cảm nhận được bên trong tuyệt đối có rất nhiều tiền, vàng và trang sức quý giá. Nghĩ đến đây, lão Hoàng liền kích động lên. Lão nhảy nhanh chóng dùng chiếc cuốc của mình chọc vào mép quan tài, sau đó cẩn thận dùng lực cạy vào nắp quan tài lên. Do được làm từ gỗ trầm hương nên nắp quan tài khá nặng. Lão Hoàng phải dùng hết sức bình sinh không ngừng cạy đi cạy lại trong vòng 10 phút mới có thể cạy nắp quan tài sang một bên. Nắp quan tài vừa được cạy ra, lão Hoàng liền nắm lấy cây đuốc, dí lại gần quan tài để xem bên trong. Vừa nhìn thấy những gì bên trong, con mắt của lão Hoàng liền sáng lên. Đập vào mắt lão là một bộ tử thi. Tử thi là một cô gái. Vì đã mất được mấy ngày rồi, nên tử thi đã phồng lên. Làn da của cô ta đã chuyển sang màu xanh xám. Nhưng dù vậy, lão vẫn thấy được vẻ xinh đẹp của cô gái này. Khuôn mặt trái xoan, mi sắc, môi mỏng. Hiển nhiên lúc còn sống, cô gái này rất xinh đẹp. Cô gái mặc một chiếc áo đỏ, không phải áo trắng người ta thường dùng, giống như một cô dâu sắp xuất giá vậy. Nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ màu đỏ, lão Hoàng có chút không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh ánh mắt của lão đã rơi trên đống vàng bạc bên trong quan tài. Quả thật trong quan tài có rất nhiều tiền xu, bạc, vàng và nhiều loại trang sức khác. Chúng trải đều dưới người cô gái như một lớp thảm để cô gái nằm xuống vậy. Lão Hoàng ước đoán số vàng bạc và tiền trong quan tài đủ để lão sống trong sung sướng hết quãng đời còn lại, thậm chí có thể để một khoản lớn cho con cháu. Đống vàng bạc đã làm lão Hoàng mê muội. Lão không kiêng nề gì cả mà nhảy vào trong quan tài, sau đó bắt đầu vơ vét tiền bạc trong đó. Lão Hoàng vơ vét càng ngày càng nhanh, thậm chí lão còn lật người cô gái sang một bên khác để vơ vét tài sản được nhanh hơn. Khi đã vơ vét hết tài sản, lão Hoàng liền đi lên trên, sau đó đóng nắp quan tài lại, rồi lấp đất lại như thường. Tiền tài đã khiến lão nóng đầu, lão quên cả lật tử thi lại, để nó nằm thẳng trong quan tài. Lão không biết là bản thân đã xúc phạm nghiêm trọng đến người chết. Lúc này, lão chỉ nghĩ phải về nhà thật nhanh, sau đó cùng gia đình trốn khỏi làng này, đi lên tỉnh, mua một căn nhà rộng và sống một cuộc sống giàu có. Tất nhiên, trước khi đi, lão Hoàng không quên đậy nắp quan tài, sau đó lấp đất lại để người nhà ngôi mộ không phát hiện được. Lấp xong đất, kiểm tra xung quanh đã không còn dấu tích để lại xong, lão Hoàng liền trở về nhà. Nhưng khi lão vừa bước ra bước đầu tiên, đột nhiên bầu trời truyền đến tiếng sấm nổ. Tiếng sấm không hề phù hợp với thời tiết mùa đông này một chút nào. Tiếng sấm vang lên quá đột nhiên, khiến lão Hoàng giật mình. Đồ đạc bị lão vứt xuống đất theo bản năng. Ngay sau đó, từng đợt gió bắt đầu thổi. Gió thổi càng ngày càng mạnh hơn. Bầu không khí vốn đã lạnh lẽo, nay theo gió mạnh thổi tới thì càng lạnh lẽo hơn.
Điều quan trọng là gió mạnh như vậy, nhưng sương mù vẫn không bị thổi tan, thậm chí còn dày đặc hơn. Bây giờ cho dù có đuốc nơi tay, Lão Hoàng cũng không nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Lúc này, Lão Hoàng đã bắt đầu hoảng rồi. Người không tin vào chuyện ma quỷ như Lão cũng cảm thấy sau lưng mình phát lạnh. Lão chỉ muốn về nhà thật nhanh, tránh xa nghĩa địa này ra. Nhưng Lão chỉ mới đi có mấy bước, một làn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, khiến Lão không khỏi rùng mình một cái. Ngay sau đó, một cơn mưa lớn bất chợt ập xuống. Một cơn mưa rào hoàn toàn không phù hợp với thời tiết mùa đông. Mưa lớn cũng khiến ngọn đuốc trong tay Lão Hoàng nhanh chóng bị tắt. Nước mưa lạnh lẽo khiến Lão Hoàng vốn đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Lão vội vàng co người cho ấm hơn, nhưng sự lạnh lẽo không giảm bớt, thậm chí còn tăng thêm. Cơ thể Lão không ngừng run rẩy, ánh mắt của Lão bị nước mưa hắt cho không mở ra được. Lão Hoàng muốn về nhà, nhưng Lão còn không thể mở mắt ra được. Chớ nói chi là nhìn khỏi nghĩa trang để về nhà được. Lão Hoàng không biết phải làm sao, mấy chục năm kinh nghiệm trộm mộ cũng không giúp được Lão trong trường hợp này. Bất lực, Lão Hoàng chỉ đành nhắm mắt lại, chờ đợi cơn mưa nhỏ xuống trong đầu, không ngừng nghĩ cách làm sao để về nhà được. Ngay lúc này, đột nhiên một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai của Lão Hoàng. Bàn tay lạnh lẽo khiến Lão giật mình. Cơ thể của Lão không nhịn được mà run lên một cái. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lão Hoàng, đó là việc đào mộ của bản thân đã bị phát hiện. Nhưng rất nhanh liền bị Lão bác bỏ. Bây giờ đang là đêm khuya, trời vừa lạnh vừa mưa, ai lại đi ra cái nghĩa trang này cơ chứ? Nghĩ đến đây, Lão Hoàng không khỏi trầm xuống. Lão gian nan quay đầu lại muốn xem phía sau mình rốt cuộc là thứ gì. Nhưng bởi vì trời mưa quá lớn, nên khi Lão liếc nhìn về phía sau, thì lại không thấy thứ gì cả. Nhưng cảm giác trên vai là thật sự. Lão chắc chắn bản thân không nhầm, đôi tay đó vẫn đặt trên vai Lão, khá mềm mại tự như tay của một cô gái trẻ vậy. Một tiếng sấm nữa vang lên, tiếp theo là tia sét lớn vạch phá bầu trời. Tia sét mang đến một chút ánh sáng, khiến Lão Hoàng có thể ngắn ngủi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nhất là bàn tay đang đặt lên vai Lão kia. Bàn tay trắng nõn nhìn vô cùng mềm mại với ống tay áo màu đỏ. Ống tay áo đó, Lão Hoàng còn nhớ rất rõ, đây là ống tay của chiếc áo cô gái trong ngôi mộ lúc nãy đã mặc. Đến lúc này Lão Hoàng đã triệt để sợ hãi rồi. Cho dù tâm lý của Lão có vững vàng đến thế nào, cho dù Lão đã trộm không biết bao nhiêu mộ, điều này cũng không khiến Lão bớt hoảng loạn được. Lúc này, Lão Hoàng nhớ đến, lúc nãy vì quá vội vã, Lão đã quên lật tử thi lại. Đây là cấm kỵ của người trộm mộ. Đột nhiên trong đầu Lão Hoàng xuất hiện một đoạn ký ức. Đó là hồi Lão Hoàng còn theo sư phụ của mình học tập. Sư phụ của Lão đã từng nói với Lão một cách nghiêm túc. Hoàng à, sau này con tự làm, con phải nhớ rõ những điều cấm kỵ của ngành mình. Nhất là khi trộm mộ xong, con tuyệt đối phải để người mất nằm lại như lúc ban đầu trong quan tài. Bởi vì nếu con không đặt họ nằm thẳng lại, người chết sẽ không thể siêu sinh được. Họ sẽ biến thành lệ quỷ để giết chết con, hành hạ con, đến khi con chết mới thôi. Lời nói của sư phụ năm đó cứ văng vẳng trong đầu Lão Hoàng, khiến Lão càng cảm thấy sợ hãi. Cho dù mấy chục năm qua, Lão luôn tin trên đời này không có ma quỷ, nhưng ngày này giờ này, những việc Lão đang trải qua nói cho Lão trên đời này thật sự có ma, và người đứng phía sau chính là cô gái Lão đã trộm mộ. Tuy rất sợ hãi, nhưng Lão Hoàng biết bản thân không thể đứng nguyên ở đây được. Dục vọng cầu sinh đã giúp Lão có thêm sức mạnh. Lão biết nếu bản thân còn ở đây, chỉ sợ một giây sau, Lão sẽ bị cô gái đó giết chết. Dưới sự thôi thúc của dục vọng cầu sinh, Lão Hoàng đã bộc phát sức lực vượt quá tưởng tượng. Lão hất mạnh cánh tay đang đặt trên vai mình ra, sau đó lấy hết sức chạy về phía trước. Lão cố gắng nhớ lại quãng đường mình đã đi qua, cố gắng chạy về bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này, trong đầu Lão chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy, chạy thoát khỏi nơi đây, chạy thoát khỏi con quỷ phía sau mình. Cho dù vấp phải bia mộ, cho dù bị ngã xuống đất khiến cơ thể đau đớn, Lão cũng không quan tâm. Vừa ngã xuống, Lão liền lồm cồm bò dậy rồi tiếp tục chạy. Lúc này sự sợ hãi đã vượt quá cơn đau Lão gặp phải. Trong đầu Lão chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy thật nhanh về nhà, rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Cũng may, bầu trời thi thoảng xuất hiện tia sét, giúp Lão Hoàng có thêm chút ánh sáng để chạy trốn. Cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở, Lão cũng ra khỏi nghĩa địa. Vừa thoát khỏi nghĩa địa,
Lão Hoàng không dám có chút nghỉ ngơi nào. Lão vội vàng bất chấp mưa gió chạy về nhà. Nhưng lão còn chưa đi được bao xa, đột nhiên trên bầu trời có tiếng quạ kêu vang lên. Tiếng quạ kêu khiến Lão Hoàng không khỏi rùng mình một cái. Lão biết đây là dấu hiệu của điềm dữ, bởi vì không có con quạ nào sẽ kêu ở cái giờ này. Trong thời tiết vừa lạnh vừa mưa như thế này, chứng đừng nói là cả đàn quạ. Quá sợ hãi, Lão Hoàng vội vàng chạy về nhà của mình theo đường cũ. Cũng may lão thường xuyên đi đi lại trên con đường này. Vậy nên suốt quãng đường về nhà, lão không gặp vấn đề gì hết. Lão chạy rất nhanh, chỉ tầm 30 phút, lão đã về đến nhà. Nhìn thấy ánh sáng màu vàng hắt ra từ ngôi nhà của mình, Lão Hoàng thoáng chốc an tâm hơn rất nhiều. Lão bất giác sờ lên chiếc túi vải sau lưng mình. Trong lòng lão hạ quyết tâm, sau vụ này, lão sẽ rửa tay các kiếm, sẽ không bao giờ đi trộm mộ nữa. Bỏ qua hết những suy nghĩ này, Lão Hoàng chạy nhanh vào nhà của mình. Nhưng khi chuẩn bị vào nhà, lão đột nhiên nhận ra một vấn đề. Bây giờ vẫn đang khuya, trước khi đi lão cũng không bật đèn lên. Vợ con của lão càng không thể nào bật đèn lên được. Vậy làm sao trong nhà lại có đèn cơ chứ? Vợ con của lão không biết lão là dân trộm mộ. Trước khi đi, để an toàn lão đã dùng thuốc mê đánh ngất vợ con của mình rồi. Nên việc vợ con của lão thức dậy, bây giờ sau đó mở đèn là hoàn toàn không hợp lý. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lão Hoàng, đó là chuyện trộm mộ của mình bị mọi người phát hiện. Bây giờ mọi người đang ở trong nhà mình chờ mình về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lão liền phủ nhận chuyện này. Không nói lão đã trộm mộ mấy chục năm còn chưa bị ai phát hiện. Cho dù có phát hiện khi lão về đến cửa nhà, chắc chắn sẽ có người nhảy ra bắt lão rồi. Sao còn đợi lão nữa? Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lão Hoàng đó là việc trộm mộ của lão bị phát hiện rồi. Và bây giờ người dân trong làng đang ở trong nhà đợi lão về để bắt lão. Lão Hoàng trước cửa nhà một lúc lâu, lão muốn vào nhưng không dám vào. Lão sợ mình vào nhà rồi sẽ không ra được. Cuối cùng, sau nhiều lần suy nghĩ, Lão Hoàng vẫn quyết định đi vào trong. Lão muốn chạy, nhưng lão còn có vợ con của mình. Lão không thể bỏ bọn họ lại được. Hít sâu một hơi, Lão Hoàng cầm chặt cây dùi trong tay, sau đó đẩy mạnh cửa nhà ra. Lão đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng hình ảnh một đám đàn ông đang đợi trong nhà mà lão nghĩ đã không xảy ra. Căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp như trước khi lão rời khỏi. Trong lúc Lão Hoàng còn lơ ngơ không hiểu làm sao, đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng bước chân kéo lão về lại thực tế. Lão vội vàng nhìn về phía cửa phòng. Tay lão đã cầm chặt chiếc xẻng nhỏ của mình. Chỉ cần có biến, lão sẽ ngay lập tức sử dụng chiếc xẻng này để tự vệ. Cũng may mọi chuyện không hỏng bét như Lão Hoàng phỏng đoán. Người đi ra từ trong phòng là vợ của lão. Thấy Lão Hoàng trở về, bà Hoàng có chút bất ngờ. Nhưng sau khi nhìn thấy thảm trạng của lão, bà ngay lập tức hét lên. Ông nó, ông bị sao vậy? Nói rồi, bà Hoàng vội đi lên kiểm tra chồng. Nhưng bà còn chưa kịp tiến đến, đã bị Lão Hoàng ngăn lại. Lão gằn giọng nói. Thôi, bà đừng qua đây, người tôi bẩn lắm. Để tôi tắm rửa thay đồ đã rồi, tôi nói chuyện với bà sau. Thấy chồng gắt gỏng với mình như vậy, bà Hoàng có chút không biết phải làm sao. Một lát sau, bà mới kịp phản ứng. Bà gật đầu đáp ứng chồng, sau đó chạy xuống bếp, nấu cho chồng một ly nước gừng. Thấy vợ đã rời đi, Lão Hoàng lúc này mới buông lỏng xuống. Lão thật sự sợ vợ thấy những thứ lão giấu sau lưng. Xác nhận vợ mình đã xuống bếp, Lão Hoàng liền vội vàng quay lại lấy bao tải mình vừa mới giấu. Sau đó chạy nhanh về phòng, rồi đóng cửa phòng lại. Lão đã không nhịn được muốn kiểm kê thu hoạch lần này. Vừa nhìn thấy những đồ vật mình mới thu thập, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lão Hoàng, đó là chuyến này đi đáng giá. Bên trong có rất nhiều vàng bạc, trang sức và tiền đồng. Lão Hoàng tính sơ sơ những vật trong này có giá trị phải đến hơn 5.000 lượng. Số tiền này đừng nói có thể để Lão an dưỡng tuổi già. Cho dù để con Lão an dưỡng tuổi già cũng đầy đủ. Nhìn lại đống đồ mới trộm được, kiểm tra xong không có sót lại thứ gì xong. Lão Hoàng liền kéo đống đồ vào một góc trong phòng. Lão thành thục cậy miếng gạch lớn dưới đất lên để lộ một cái hố lớn. Trong hố có rất nhiều tiền bạc và trang sức. Những thứ này đều là đồ lão trộm trước đây. Lão vứt cái túi đựng xuống hố, sau đó lại đậy gạch lại như thường lệ. Kiểm tra không có vết tích nào xong, Lão Hoàng yên tâm đi vào trong phòng tắm rửa thay đồ. Tắm rửa xong xuôi, Lão Hoàng liền xuống bếp. Lúc này vợ của lão đã nấu cho lão một bát canh gừng lớn. Uống được ngụm nước gừng,
lão Hoàng cảm thấy cơ thể ấm áp hơn. Vừa uống nước gừng, lão vừa nói với vợ về dự định của mình. Bà nó ơi, tôi định cả nhà mình sẽ rời đi nơi đây. Chúng ta sẽ lên thị trấn sinh sống. Tôi đã tích góp được một khoản tài sản. Chúng ta sẽ mở một trường dạy học trên đó, rồi định cư lâu dài ở đó luôn. Nói rồi lão Hoàng yên lặng đợi vợ trả lời. Ông đã làm tốt, chuẩn bị vợ của ông sẽ hỏi những câu đại loại như: vì sao nhà ta lại phải đi? Ông đã làm sai gì à? Có chuyện gì vậy? Nhưng vợ của lão không hề hỏi những câu đó, bà ta chỉ yên lặng một chút. Sau đó nói với giọng không cảm xúc. Ông nó à, tôi nghĩ chúng ta không nên đi đâu cả. Tôi sẽ không rời đi đâu, tôi còn phải đợi lấy lại những thứ thuộc về mình nữa. Nghe được câu nói này của vợ, lão Hoàng có chút hoang mang, không hiểu vì sao vợ mình lại nói như vậy. Nhưng rất nhanh lão liền nhận ra giọng nói này không phải của vợ lão, nhưng thân hình này, vóc dáng này, mái tóc này tuyệt đối là vợ của lão, sống chung với nhau mấy chục năm, lão chắc chắn bản thân không thể nhận lầm được. Lão Hoàng nhìn vợ một lúc lâu, khuôn mặt lão hiện lên sự nghi hoặc, lão cẩn trọng mở miệng. Bà nó ơi, là bà đúng không? Nghe được câu hỏi của lão Hoàng, vợ lão liền cười, bà ta cười một cách man dở. Ông nó nói gì vậy? Tôi là vợ của ông mà. Tiếng cười man dở, lạnh lẽo, khiến lão Hoàng không khỏi rùng mình. Lão bất giác đứng dậy, cánh tay của lão không chịu điều khiển, mà hất đổ bát nước gừng trên bàn. Nước gừng đổ lên tay và chân của lão. Nhưng nó hoàn toàn không nóng, thậm chí có chút lạnh lẽo. Theo bản năng, lão Hoàng cúi xuống nhìn xem, nhưng vừa cúi xuống, lão liền hoảng sợ phát hiện cái bát đó không hề đựng nước gừng, mà là đựng máu. Máu tươi vẩy ra dính hết lên tay và chân lão. Quá hoảng sợ, lão Hoàng hét lớn. Sau đó vội vàng lui về sau, lão nhìn chằm chằm vợ mình muốn xem rốt cuộc trước mặt mình là thứ gì. Dưới cái nhìn chăm chú của lão Hoàng, vợ lão chậm chậm quay đầu lại. Nhưng cơ thể của bà ta vẫn đứng ở đó, chỉ có đầu là chuyển động mà thôi. Cái đầu bắt đầu quay lại. 90 độ, 120 độ, 160 độ, đến 180 độ thì dừng lại. Cái cổ của bà ta lúc này đã bị chính bà ta xoắn nát, từng chiếc xương cổ trắng hếu đâm xuyên qua da lộ ra ngoài. Lúc này, khuôn mặt của vợ lão Hoàng đã trở nên trắng bệch, từng đường mạch máu màu xanh in rõ tàng trên khuôn mặt, đôi mắt của bà ta đỏ ngầu như máu tươi. Bà ta chậm chậm mở miệng, phát ra giọng nói lạnh như băng của mình. Lão già, ngươi dám bất kính với ta, hôm nay ta sẽ để ngươi chết. Không chỉ ngươi, cả nhà, ngươi cũng đều phải chết, chết hết. Nghe được câu nói này, lão Hoàng làm sao không đoán ra được. Cái thứ trước mặt mình chính là cô gái trong mộ kia. Lão vô ý thức lùi lại một bước, sau đó run tay chỉ vào cô gái, rồi run giọng hỏi. Ngươi đã làm gì vợ con ta rồi? Bây giờ lão rất muốn xoay người chạy đi, nhưng vợ con của lão còn chưa biết sống chết ra sao. Lão không thể chạy được. Mà nghe được câu hỏi của lão Hoàng, con quỷ lại cười lớn lên sau đó nói. Ngươi còn không thấy sao? Vợ con của ngươi đều bị ta giết rồi. Bây giờ chỉ còn lại ngươi mà thôi. Ngươi hãy xuống cùng với vợ con của mình đi. Nói rồi con quỷ bắt đầu tiến lại gần lão Hoàng. Chỉ là với hình dạng của nó, trong mắt lão Hoàng nó đang đi lùi, nhưng cái đầu lại đang tiến tới. Nhìn thấy con quỷ đang tiến dần về phía mình, lão Hoàng không biết phải làm sao. Lão không ngừng lùi lại sau, nhưng lùi mãi lão liền lùi đến chân tường. Lúc này lão Hoàng giống như một con chuột bị dồn vào chân tường vậy, không có chỗ để lùi lại được. Biết bản thân không còn chỗ trốn nữa, lão Hoàng hiểu mình phải phản kháng, nếu không lão chắc chắn phải chết. Dục vọng cầu sinh khiến lão Hoàng có thêm động lực. Lão liếc nhìn xung quanh muốn tìm kiếm thứ gì đó để phòng thân. Cuối cùng lão vớ lấy cây đèn cầy trên bàn. Lão biết lũ ma quỷ rất sợ lửa của con người. Cầm được đèn cầy, lão Hoàng vội quơ quơ trước mặt con quỷ. Lão muốn để nó sợ không dám tới, nhưng con quỷ dường như không hoảng sợ. Nó vẫn chậm chậm tiến về phía lão Hoàng. Cùng với đó, con quỷ đắt đầu xoay cánh tay của mình cho phù hợp với hướng đi. Cánh tay bị xoay trái, không ngừng phát ra tiếng xương vỡ rắc rắc. Da thịt không chịu được áp lực, nhanh chóng nứt toác, lòi ra những khớp xương trắng hếu. Nhìn thấy con quỷ đến ngày càng gần, lão Hoàng không nghĩ được gì nữa. Dục vọng cầu sinh trở thành động lực duy nhất giúp lão lúc này. Dưới sự thôi thúc của dục vọng cầu sinh, lão Hoàng làm ra hành động phản kháng cuối cùng. Lão hơi cúi người xuống, biểu hiện bản thân đang rất sợ hãi. Khi con quỷ đến để gần, lão đột nhiên bạo khởi. Với cây đèn trong tay,
Lão Hoàng trực tiếp nhảy lên, sau đó thuận tay đập thẳng cây đèn cầy vào đầu con quỷ. Cây đèn đập vào đầu con quỷ vang lên một tiếng bụp, sau đó là tiếng la lớn của con quỷ. Cây đèn đã đánh ra một vết thương lớn trên đầu của con quỷ, một dòng máu màu đen không ngừng từ vết thương chảy ra. Thấy bản thân có thể làm bị thương con quỷ, Lão Hoàng liền không còn kiêng kỵ gì cả. Lão nắm bắt thời cơ lao lên, sau đó nhắm thẳng vào đầu của con quỷ mà đập xuống liên hồi. Trong lúc lão đang hăng hái đập con quỷ trước mặt, đột nhiên từ trong buồng lại truyền đến tiếng bước chân. Trong lúc hoảng loạn, Lão Hoàng không kịp nghỉ ngợi gì. Lão cầm chặt cây đèn, sau đó lao vào phòng. Vừa vào phòng, Lão Hoàng liền thấy một con quỷ khác. Đây là một con quỷ con với lớp da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ ngầu. Con quỷ con dương mắt nhìn Lão Hoàng, nhưng lão không vì nó là quỷ nhỏ mà nương tay. Tay lão cầm chặt cây đèn cầy, sau đó thẳng tay giáng từng cú đập thật mạnh vào đầu con quỷ nhỏ. Cuối cùng, khi cái đầu của con quỷ nhỏ vỡ nát, lão mới dừng tay. Mà lúc này, bên ngoài phòng truyền đến cảm giác nóng bỏng. Hóa ra lúc nãy, trong lúc tấn công con quỷ bên ngoài, Lão Hoàng đã làm rơi một cây đèn cầy khác khiến nó bị cháy. Lúc này, đám lửa đã cháy rất lớn, ngọn lửa bám lên tấm rèm cửa sau đó lan đến khắp căn nhà. Nhìn thấy lửa cháy lớn như vậy, Lão Hoàng không dám ở lại nữa. Lão vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ để thoát đi. Lúc này ngọn lửa đã cháy rất lớn, đã sắp nhấn chìm cả ngôi nhà. Ngay lúc này, bầu trời truyền đến tiếng sấm nổ thật lớn. Bầu trời lại bắt đầu mưa, trời mưa càng lúc càng lớn hơn. Nước mưa lạnh lẽo khiến Lão Hoàng tỉnh táo lại. Lão chậm chậm đi lên kiểm tra hai cỗ thi thể. Lúc này Lão Hoàng sợ phát hiện hai cỗ thi thể kia chính là vợ và con mình. Lão Hoàng run run tay nhìn hai thi thể trước mặt mình. Bây giờ lão đã biết bản thân không phải giết hai con quỷ, mà là chính tay giết vợ con của mình. Không. Không cam lòng, Lão Hoàng ngửa đầu lên trời hét lớn. Lão thật không ngờ, bản thân lại chính tay giết vợ con của mình. Lão biết đây là sự trả thù của con quỷ đối với những hành động của mình. Nhưng vợ con của lão thì có tội tình gì chứ? Sao lại giết bọn họ? Trong chốc lát, Lão Hoàng vừa tự trách, vừa oán hận. Lão vội vàng chạy về phía phòng ngủ của mình. Lão không ngừng tìm kiếm, sau đó cậy mở cái hầm của mình ra. Sau đó lấy chiếc xẻng và chiếc cuốc bên dưới ra. Lấy được đồ nghề, lão liền bất chấp mưa gió mà đi về phía nghĩa trang. Trong miệng của lão không ngừng lẩm bẩm: "Ngươi giết vợ con ta sẽ để ngươi chết không yên lành." Lão đã quyết định sẽ đào lại mộ của cô gái kia, sau đó phân xác của cô ta để trả thù cho vợ con. Nghĩ như vậy, Lão Hoàng bước đi càng nhanh hơn. Chỉ một lát, lão đã đến trước mộ cô gái kia. Nhìn thấy ngôi mộ bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, đất trên mộ cũng trở thành bùn nhão. Ánh mắt của Lão Hoàng càng trở nên tức giận. Lão nắm chặt chiếc cuốc trong tay, sau đó cuốc những cuốc thật mạnh. Bây giờ lão đã không quan tâm việc mình làm có làm hư quan tài bên dưới hay không. Thứ lão muốn chính là trả thù. Theo từng nhát cuốc xuống, đất đắp mộ bị cuốc ra một mảng lớn để lộ chiếc quan tài màu đỏ. Nhìn thấy chiếc quan tài, Lão Hoàng liền trực tiếp dùng chiếc cuốc của mình đánh mạnh lên quan tài. Theo từng tiếng bục vang lên, chiếc nắp quan tài bắt đầu xuất hiện vết rạn. Nhưng Lão Hoàng không hề dừng lại. Lão cứ đánh như vậy cho đến khi nắp quan tài bị đánh nát. Lúc này, trời đã ngớt mưa hơn. Trên bầu trời sấm chớp vẫn không ngừng rền vang. Từng tia chớp lóe lên đem đến cho Lão Hoàng một chút ánh sáng. Một tia sét lóe lên trên bầu trời. Mượn nhờ ánh sáng của tia sét, Lão Hoàng ngó đầu vào để nhìn bên trong quan tài. Nhưng lão kinh ngạc phát hiện bên trong quan tài là một mảnh trống không. Cái xác không còn có trong đó nữa. Không tin vào mắt mình, Lão Hoàng dụi dụi mắt, sau đó lại mượn ánh sáng của tia sét tiếp theo để nhìn cho rõ. Lại một tiếng sấm nữa vang lên, tia sét vạch phá bầu trời. Nhân cơ hội này, Lão Hoàng mở to đôi mắt nhìn chòng chọc vào quan tài, nhưng lão vẫn không nhìn được bất kỳ thứ gì trong đó. Trong quan tài ngoài nước và đất bùn ra thì không có bất kỳ thứ gì cả. Ngay lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới khiến cơ thể Lão Hoàng không nhịn được mà rùng mình một cái. Lão có thể cảm giác được phía sau mình đang có một hơi thở lạnh lẽo thở vào gáy của lão, khiến da gà của lão nổi hết lên. Trong lòng Lão Hoàng đã lờ mờ đoán được thứ phía sau mình là gì. Trái tim của lão không ngừng đập loạn. Đột nhiên một cánh tay lạnh như băng đặt lên vai của lão. Hình ảnh này giống hệt như lúc nãy, điều khác biệt là
Lúc nãy lão rất sợ hãi, nhưng bây giờ lão rất tức giận. Lão Hoàng cầm chặt chiếc cuốc trong tay, sau đó quay người lại. Quả nhiên, chính là cô gái áo đỏ. Khuôn mặt của cô ta vẫn trắng nhợt, sưng phù lên, đôi mắt vẫn đỏ ngầu như máu, ánh mắt tràn đầy căm tức nhìn lão. Khuôn mặt đáng sợ này khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng không phải là lão Hoàng. Lão không hề sợ hãi, chỉ có sự hận thù và phẫn nộ mà thôi. Nhân tiện có cây cuốc trong tay, lão thuận thế đánh vòng chiếc cuốc một vòng, lưỡi cuốc chuẩn xác găm vào đầu cô gái áo đỏ. Bụp! Chỉ nghe một tiếng bụp vang lên, lưỡi cuốc găm sâu vào đầu của cô gái áo đỏ. Lực của cây cuốc rất mạnh, lưỡi cuốc cắm sâu vào đầu của cô ta. Nhưng cảnh tượng cô gái áo đỏ ôm đầu khóc lóc như lão Hoàng đã nghĩ không hề xảy ra. Cô ta vẫn đứng đó, không quan tâm đến vết thương trên đầu, mặc cho dòng chất lỏng màu đen đang chảy ra từ vết thương. Đột nhiên, cô ta giơ hai tay lên, sau đó tiến dần lại chỗ lão Hoàng. Nhìn thấy cô gái áo đỏ đang tiến gần mình, lão Hoàng bắt đầu hoảng sợ. Lão bất giác lùi lại phía sau, nhưng phía sau lão là huyệt mộ. Cuối cùng, lão Hoàng lùi đến vách huyệt mộ, nhưng lão không hề phát giác. Theo một tiếng hét thảm, lão Hoàng rơi xuống bên dưới huyệt mộ. Lão không ngừng vùng vẫy, nhưng huyệt mộ quá sâu lại quá hẹp, khiến lão không thể ngồi dậy được. Lúc này, trời lại mưa lớn hơn, nước mưa không ngừng chảy xuống, khiến huyệt mộ nhanh chóng bị nước mưa nhấn chìm. Lão Hoàng không ngừng ngửa đầu lên, sau đó há miệng, hít những hơi thật lớn. Nhưng chỉ cần lão há miệng, liền có vô số nước mưa và bùn đất tràn vào, khiến lão không thể thở được. Lão chỉ biết ngửa mặt lên trời, mà không biết phải làm sao. Ngay lúc này, cô gái áo đỏ cũng đến bên cạnh miệng mộ huyệt. Cô ta cứ đứng đó, cúi đầu nhìn xem lão Hoàng. Trên trời, ánh sáng của những tia sét vẫn không ngừng lóe lên. Ánh sáng nhỏ đó giúp lão Hoàng nhìn được một chút khuôn mặt của cô gái áo đỏ. Một khuôn mặt lạnh tanh, không có cảm xúc, với nước da xám trắng cùng đôi mắt đỏ ngầu. Khuôn mặt đó khiến lão Hoàng không hiểu cảm thấy hoảng sợ. Đột nhiên cô gái áo đỏ nhảy phụp xuống dưới mộ huyệt. Cô ta đứng trên người lão Hoàng, khiến lão vốn đã khó thở, nay càng khó thở hơn. Tuy khó thở nhưng lão Hoàng không quan tâm chút nào. Lúc này ánh mắt của lão đang tập trung nhìn về cô gái áo đỏ. Cô ta đang chậm đưa tay lên, sau đó nhổ chiếc cuốc trên đầu của mình ra. Sau đó giơ cao chiếc cuốc lên. Lại một tiếng sấm nổ vang lên, tia sét to lớn vạch phá bầu trời như đang báo hiệu một thứ đáng sợ sắp ập đến. Tiếng sấm như âm thanh của sự bắt đầu. Cô gái áo đỏ giáng chiếc cuốc xuống đầu của lão Hoàng. Không, lão Hoàng chỉ kịp phát ra một tiếng hét. Không. Sau đó trong con mắt trừng lớn của lão, chiếc cuốc giáng từ trên trời lao xuống trước mặt mình. Chiếc cuốc càng lúc càng lớn, cuối cùng lưỡi cuốc đã che khuất ánh mắt của lão. Tiếng hét thảm của lão Hoàng vang vọng nghĩa địa. Tiếng hét đó khiến lũ quạ trên cây giật mình bay lên, chúng không ngừng kêu. Tiếng quạ kêu hòa quyện với tiếng gió rít, tiếng mưa, tiếng sấm tạo thành một bản nhạc rừng rợn. Bản nhạc để đưa tiễn kẻ trộm mộ xấu số. Sáng hôm sau, một số người ra làm đồng sớm, khi đi ngang qua nghĩa địa, bọn họ phát hiện mộ của con gái ông Phú Hộ bị đào lên. Mấy người biết mộ này chắc chắn bị trộm rồi, thế là họ vội vàng để người thông báo cho dân làng đến đây. Khi dân làng đến kiểm tra, họ kinh ngạc phát hiện lão Hoàng đã chết trong mộ. Đầu của lão bị một chiếc cuốc nhỏ cuốc vào, khiến đầu bị chẻ ra làm đôi. Não, đất và nước bùn hòa quyện vào nhau, tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Con gái Phú Hộ nằm nép vào một bên, hai tay cô ta chắp lại tự như đang ngủ vậy. Lúc này, người dân trong làng liền vỡ lẽ ra, lão Hoàng chính là gã trộm mộ. Còn vì sao lão chết, mọi người không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn là lão xúc phạm đến người mất, khiến người ta về trả thù. Nghĩ đến đây mọi người không khỏi lắc đầu ngao ngán cho việc một thầy đồ như lão Hoàng lại làm công việc hạ lưu này. Cũng ngao ngán cho kết cục bi thảm của lão. Cuối cùng tất cả đều chuyển thành tiếng thở dài. Mấy người trai tráng trong làng thì chạy về nhà lão Hoàng xem sao. Nhưng khi đến nhà lão Hoàng, bọn họ liền phát hiện ngôi nhà đã bị đốt cháy. Dưới mặt đất còn có hai cỗ thi thể, một lớn một nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết, hai thi thể này chính là vợ và con của lão Hoàng. Thấy cả nhà của lão Hoàng đều đã chết, dân làng cũng làm trọn tình nghĩa, giúp gia đình lão an táng. Kho báu của lão cũng được dân làng tìm thấy, được bọn họ chia đều.
Đây xem như sự đền bù của lão với dân làng. Quý khán thính giả vừa rồi đã nghe xong phần 6 của series Những câu chuyện tâm linh có thật. Hãy ấn like nếu quý khán giả lần đầu tiên biết đến kênh, ủng hộ kênh bằng cách ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.